Ok, chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel này của mình ha. Và như vậy là channel của mình đã đạt 10.000 subscriber sau một thời gian rất là dài. Thực ra thì cái con số 10.000 này mình đã đạt cách đây hơn tháng rồi, nhưng mà bây giờ mình mới làm cái video này để thông báo cho các bạn. Thì cái con số 10.000 này á, so với lại cái cộng đồng YouTube đang rất là lớn mạnh của Việt Nam thì nó vẫn là một con số rất là nhỏ bé thôi. Với lại mình đã phải trải qua một thời gian rất là dài thì mình mới đạt được cái con số này. Tuy nhiên là 10.000 subscriber chính là cái con số mà mình đã mong ước từ những cái ngày đầu làm YouTube rồi. Do đó là mình vẫn rất là vui, do đó là mình làm cái video này để gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những người đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và cũng chính vì cái lý do này thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái chương trình giveaway để cũng như là thay lời cảm ơn đến tất cả các bạn để cho các bạn chơi cho vui ha. Và cũng nhân cái dịp này thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn cái fanpage chính thức của mình ở trên Facebook, đó chính là cái fanpage có tên là Lê Grooming. Thì mình sẽ để cái fanpage Lê Grooming của mình đó ngay đây để cho các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ha. Và cũng như là mình cũng sẽ để link ở dưới phần mô tả để cho các bạn có thể vào ngay vào trong cái fanpage Lê Grooming của mình và like cái fanpage của mình nha. Và ở cái fanpage này á, thì mình sẽ sử dụng nó như là một nơi chính thức để cho mình có thể update tất cả những cái thông tin liên quan đến việc tóc tai bên cạnh cái channel YouTube này. Ví dụ như là mình sẽ viết những cái bài review bằng chữ và đăng tải lên trên Facebook, cũng như là mình sẽ làm những cái đoạn video ngắn ngắn, ví dụ như là test nhanh sản phẩm nào đó, hoặc là review nhanh sản phẩm nào đó, cũng như là đập hộp một cái sản phẩm nào đó. Đại khái là những cái đoạn video mà nó ngắn ngắn nhỏ nhỏ, nó không có đủ thời lượng cũng như là nó không có đủ nội dung để cho mình đăng tải lên trên channel này, thì mình sẽ làm những cái đoạn video đó và tải lên trên Facebook. Và đây cũng sẽ là nơi để cho mình có thể tư vấn và giải đáp thắc mắc cho tất cả các bạn. Do đó là nếu như bạn nào cần tư vấn hoặc cần hỏi đáp cái gì đó thì các bạn có thể comment hoặc là inbox thẳng vào bay thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Và đặc biệt là trong thời gian sắp tới thì mình sẽ nhập về một số các cái sản phẩm chính hãng và bán ở trên cái fanpage này luôn. Và trong tương lai thì sẽ còn có website nữa, và như vậy là các bạn sẽ có thêm một cái địa chỉ uy tín để cho các bạn có thể mua sản phẩm chính hãng, đặc biệt là trong cái thời buổi loạn lạc ngày nay, bởi vì trên thị trường mình thấy có rất là nhiều các cái loại sản phẩm giả kém chất lượng trôi nổi trên thị trường đó. Và mình cầm một sản phẩm thiệt và một sản phẩm giả trên tay thì thật sự là rất là khó để mà nhận ra sản phẩm nào là thiệt, sản phẩm nào giả, bởi vì nó gần như là nó giống nhau 99% luôn, nó giống y chang như cái sản phẩm chính hãng vậy. Do đó là có thêm một nơi uy tín và đáng tin cậy để mua hàng thì rất là tuyệt vời, đúng không? Ok, còn về cái chương trình giveaway lần này thì mình sẽ làm ba cái giải thưởng. Giải thưởng thứ nhất đó chính là một con Volcanic Clay của Epsuman. Đây là một con hàng có thể nói là con hàng quốc dân, là ai cũng cần phải sử dụng qua một lần hết á, hiệu năng rất là cao. Sản phẩm thứ hai đó chính là con Sidekick Zero, cũng chính hãng của Babylon luôn. Đây có thể nói là một cái con hàng freestyle tốt nhất trên thị trường mà các bạn cần phải sở hữu rồi. Thứ ba đó chính là một cây lược Giant Comb, cũng chính hãng của Babylon luôn. Và bên cạnh cái Giant Comb này thì mình sẽ tặng kèm với các bạn một cây lược bán nguyệt, thì đây là cây lược thường thôi, tặng kèm với lại cây Giant Comb này. Thì cả ba cái sản phẩm này đều là những sản phẩm chính hãng và mới 100% đó nha, rất là giá trị. Và cái chi tiết của chương trình giveaway này như thế nào, thể lệ tham gia ra sao, cách thức quay số nhận giải như thế nào á, thì tất cả mình sẽ đăng tải ở trong cái fanpage Lê Grooming của mình á. Các bạn có thể bấm vào cái đường link ở dưới phần mô tả mình để xem chi tiết nó như thế nào nha. Và cuối cùng cảm ơn các bạn đã xem video này nha, và chúc các bạn may mắn ở trong cái chương trình giveaway lần này. Bye bye.